ớt xả, thơm lừng luôn, ớt, nhiều kiến. Ăn được hả? Ăn trong mà. Không có, cô cho con ăn đâu mà, cô cho ăn. Thì cô sẽ cho con ăn thế à? Ừ. Thế làm sao hả? Ăn thế làm sao mà hả? Cái lúc bà đấy thì sao? Rồi. Giờ sẽ ướp nó lên nha mọi người nha. Gấp lên xong rồi là nướng. Nướng theo dạng gọi là úp chảo. Xong xong hơi. Rồi. Cái bộ ăn sống nhá. Để ướp lên một tí rồi bắt đầu sẽ bố. Cho chảo hả? Cái bộ ăn sống nhá. Ok nha anh em nhá. À ướp khoảng tầm 15 phút rồi bắt đầu sẽ nướng. Bắt đầu cho ra nướng nhá mọi người nhá. Nhìn nó bóng bẩy luôn, nó ốc nhỉ. Rồi, bây giờ nhặt hết vào. Úp vào chảo. Đấy, ok nhá mọi người nhá. Giờ sẽ bắt đầu cho vào nướng. Mọi người biết tại sao mình phải cho vào cái rổ thưa này và đặt lên đây không? Cho một ít nước vào. Không, thì tí nữa nó ra nước và nước nó chảy xuống dưới. Nước nó sẽ chảy xuống dưới. Nó khô. Con ốc, nó khô con ốc. À, có phải úp là chuối lên không? Em nghĩ là cho một lon bia. Hả? Bia không, ốc nướng thì nướng thôi. Đấy, thế là thành ấm hốc. Nướng, đang phải ra nướng. À, nướng. Nướng đấy. Con một tí. Đấy, lớn đeo khi ở đây. Đấy, chỉ đi. Rồi, thôi rồi. Đây, cái tay. Đó. Bây giờ lấy đất líp lại. À, sẽ lấy đất líp lại những cái chỗ nó hở đó mọi người nhá. Để cho nó đỡ bị oi khói. Ok nha mọi người nhá, kín hết rồi. À, không sợ nó oi khói nữa, bây giờ chỉ việc đốt. Cái này thì mình dự kiến là nó nhanh chín thôi, tại vì ốc là ốc xào, ốc luộc nó cũng nhanh chín mà. Chấm lửa lên thôi. Rất đơn giản. Nhưng mà mình tính là sẽ ngon đấy, như ốc nhồi anh em mình nướng lá chuối cũng ngon lắm. Hôm nay cho nhiều xả. Chắc là ngon hơn. Ok nha mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu khui hàng. À. Chú ở đâu anh nhìn chú ở? Chị chú đâu? Chị có đây này. Chị đâu nhỉ? Cái này cũng sẽ nhanh chín thôi mọi người ạ. Nó ốc nó dễ chín. Không cháy được đâu. Con này có cái vỏ xẻ lắm. Sao mày sang đây giữ để anh bẩy nó lên rồi để anh cầm phát anh hấp nó ra. Wow, đúng là chín rồi chưa đấy. Chín rồi, chín rồi. Cái cảm thấy nó mờ mồm à. Ai ốt mà. Mày đi. Mày có cái dép nó đỡ đó chứ không cái này mà kẹp vào. Thì chắc chết. À mở môn rồi, mở môn rồi. Chín rồi, xả chín còn rồi. Cháy rồi đây này. Chín rồi mọi người. Xả còn cháy rồi đây này, ui nóng lắm. Em chỉ chơi gì đấy không chứ. Rồi, bây giờ cứ cho nó ra đã. Một con này, một con này.
À, ok nhá. Bây giờ bắt đầu đi thưởng thức. Thử xem nó thế nào nhé mọi người nhá. Ui, thơm lắm. Thơm. Thơm nhỉ. Ừ, ừ. Đây. Đi tao, đi tao. Bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức cái món ốc núi này. Bắt đầu thì nhìn nó giống giống con ốc sên. Để cho mang lên trước. Đây, em thưởng thức trước cho. Đây nha mọi người nha. Để tỏi. Đấy, chín rồi, chín rồi. Con này vặn quá trời. Ui, đầu nó giống hệt ốc sên luôn. Ôi. Vẫn nhớt thì sao? Hả? Trứng à? Ngon. Chết mặn. Mới cả mọi người nha. Siêu mặn luôn. Siêu mặn. Tớ mặn quá. Ngon chưa? Ngon rồi. Mình sẽ thử một con nhá. Ngon. Ui, con này nhỉ? Mình phải bắt một con nào đấy nó ra được luôn. Đây. Con này khô luôn. Con này hơi nhớt nhớt. Ấy. Đó. Cái đầu nó thôi này. Phần nhìn cái râu của nó ấy. Cái râu của nó vẫn còn nguyên. Mời tất cả mọi người nhá. Có với anh à? Rồi. Rồi. Thơm thơm. Bán những con đại bướm này. Ngày trước em hỏi người ta mua nhưng chẳng còn bé bé này rồi. Bé bé này rồi. Ít có loại to này lắm mọi người. Giòn giòn, thơm thơm. Đấy. À, ăn nó lạ miệng. Nó ngon theo kiểu khác của ốc nhồi nhá. Đây bố lấy cho xin một con. Ốc này mà luộc hoặc hấp em nghĩ là ngon. Nó sẽ ngọt luôn. Đấy, con cầm thế này. Con cầm đây, cái đấy không cắn được. Cầm. Mời mọi người cho con, mời mọi người cho. Cắn, cắn. Ây da. Ngon. Ngon không? Ngon. Ăn đi xem ngon không đã. Ngon. Ngon không? Biết con gì đấy không? Ốc. Ốc gì? Ốc sên. Ốc sên là một ốc sên. Con ốc sên nó nhớt lắm. Con ốc sên nó nhớt lắm. Con này á? Con này không phải con ốc sên con đâu. Con này ốc sên đâu. Cuống cái gì rồi. Ui. Cái phần bọng dưới ăn được không nhỉ? Ăn được. Người ta nhỉ ăn hết mà. Đây thì mình sẽ lấy cả cái bọng dưới ra nhé. À đưa đưa bố khều nó cái dưới ra. Ôi không không được. Ôi lát tối rồi. Đây. Bố nhỉ? Đây. Ui. Cái này toàn cứt. Bỏ. Đây bố cho con này to này. Cái đấy bỏ. Đây cho bố cho. À. Hả? Không chấm ăn. Đấy ai. Không chấm cho bố ăn à? À ăn nó khá là lạ miệng nhá mọi người nhá. À nó giống như kiểu à. Ốc nhồi. Nhưng mà thơm hơn. Ăn chứa rồi. Thơm hơn, nó không có nhớt đâu nhá. Nó nhưng mà cảm giác nó nhạt nhạt do mình ướp là nó không ngấm được vào trong. Đúng rồi. Cái này mà mình anh ấy nhảy ra xong rồi tẩm muối ớt vào xong rồi mới lại nhét vào trong ấy. Ăn là ngon á. Ăn nó lạ miệng thôi. Chứ thật ra là nó cũng giống giống kiểu như ốc nhồi. Rẻ hơn ốc nhồi. Mà đẹp. Ốc nhồi 120.000 một cân mà cái loại nuôi. Còn cái loại này bắt trên núi 100.000 một cân. Ốc chạy bộ. Ốc thể hình. Đấy. Đấy. Để cho. Chấm. Chấm ít thôi không cay. À, tôi bảo nó dính miếng xả thơm ấy. Xả ngon. Ngon ấy. Cái nhớt của nó ăn ăn hay hay nhá. Hay. Ừ. Chắc bảo nha bố. Ừ. Bố. Ngon. Ngon. Nhưng con nhỏ ăn ngon hơn. Nhỏ ngon hơn á? Ờ, mày thử ăn con nhỏ xem. Ê, con nhỏ này bố. Con nhỏ ngon hơn này. Này bố cho này. Đấy. Thế nào? Ngon. Ngon. Ngon mọi người. Trẻ con thì nó không biết nói dối. Rất là ngon.
Nhưng mà với mình ấy, căn bản là do mình cũng ăn nhiều thứ quá rồi, thế nên là cái độ ngon của nó không bằng bằng hấu vòi. Vòi ngon hơn hẳn đây. Cái này á. Ừ, ăn được. Cháy đâu mà cháy. Đây à. Không phải cháy đâu. Cái đầu nó đây, cái đầu ngon, ngon nó mới màu đen này. Con nhá. Con chấm. Con nhiều đấy lắm, nhiều cái đó. Cháy đâu mà cháy. Đây là màu đen màu của nó đây. Con nào màu đen. Màu đen bồn nướng xong rồi cháy. Cháy luôn mà cháy. Thằng. Đây, con này cũng màu đen này, đấy. Thấy chưa? Con nào cả màu đen. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Con này. Hút tí nước của nó xem nó có vị gì đó mọi người nhá. Người ta bảo nhạt như nước ốc, thử xem cái nước ốc này nó có nhạt không nhá. Ngon không? Nhạt như nước ốc thật. Ốc núi, con này là ốc núi. Ốc núi nhưng không biết tên của nó là gì. Con này là sống ở trên núi, nó bò như ốc sên ấy. Bò khắp trên cây, lá cây không? Cả bách đá cũng có. Nhìn này chú ạ, xin anh xin chú ạ. Ui, nhớ đấy. Đấy, ghê chưa? Cách lấy ốc chú đẳng cấp. Làm tật. Bỏ bịa đi. Làm tật. Bỏ bịa đi chấm. Ngon. Nói chung là ngon thì không phải là ngon quá, nhưng mà chấm điểm được khoảng tầm 7 điểm. Ok đấy mọi người. So với hải sản thì đây là trên núi gọi gì là gì sản? Đặc sản núi rừng. À, toàn bộ một con nó sẽ dài như thế này. Bố con nào cũng cả đi ăn. Ừ. Đó, sẽ vặt bỏ cái phần đít này đi. Ôi, thôi. Con này anh mua bao nhiêu tiền một con đấy? 1 lít. 100.000 con. Bác cho con ăn. Đấy. Bố ơi. Con vỏ nó đẹp nhỉ? Vỏ đẹp, to, dày, dã man, chắc chắn. Này, ngồi xuống. Con ngồi xuống. Ngồi chứ không phải quỳ. Ngồi xuống. Đấy. Rồi, ăn đây. Tuyệt vời. Number one. So với cái ốc biển thì nó không bằng rồi. So với ốc nhồi thì cũng ngang cơ. Ngang cơ. Không biết là bóc ra mà nấu canh, luộc ra mà nấu canh là ngon hơn không? Ừ. Con đi xuống đi, xuống bàn đi. Bố mang xuống à? Ừ. Ăn được không? Ăn. Okay. Luôn. Tạm biệt. Hết, bye bye. Hay. Đây em phả một con à, cho anh ăn. Mình biết rồi, con này giống một con ốc, cũng gọi là loại ốc sên ở trên lá mà bám lá ấy. Bé bé ấy. Nhưng mà đấy nó bằng đầu đũa. Nó bằng bé như thế này này, bé bằng nửa thế này. Đấy, bám trên lá nhìn giống hệt luôn. Không khác gì luôn. Đấy, đẹp đẹp, giống hệt luôn. Bò cũng giống hệt ốc sên luôn. Ôi, con này trắng, con này ngon. Nhưng mà con này ngon thì nó lại nhiều nhớt. Nói về ốc, em không thể ăn ốc mới. Ăn vài con thì ngon rồi. Còn quên đấy. Không nghiện thì nghiện món ốc vầu voi là mà. Đáng nghĩ là con này phải làm gỏi. À, vẫn với anh em mình dẫn mọi người đi ăn ốc đẳng cấp luôn. Ốc vầu voi á. Ăn hải sản. Lâu lắm rồi không ăn bữa hải sản nào. Hôm nay em ơi. Em ơi. Đang định bảo mày chi tiền à? Mời ghê đấy. Có tí kinh đấy. Nghe có vẻ sai sai cái gì đấy mọi người ạ. Sai gì? Sai gì? Nghe có vẻ sai sai đấy. Em mời mà đi ăn hải sản mà. Mời xong rồi lấy tiền để nhà mình đi giả. Nghi lắm. Nghi lắm. Xin hôm nào đi ăn tôm hùm không chú Dũng mời? Có. Tôm hùm to như thế nào?